Nhớ xong rồi em quậy ra nha. Canh soi rồi, khoai lang giờ nó cũng lên màu luôn. Cá chơi thì nó nở ra hết rồi. Cắt lại ngon cả nhà ơi. Này. Giờ em nêm luôn. Không được. Muốn bột ngọt. Sao giờ múc đi em, sợ nó sôi á, rồi cái nó bị đóng đít nó khét. Muối hồi nãy cho đây rồi nên là em khỏi để. Mình chờ khoai chín nữa được á, tại vì cá cũng sắp chín rồi. Mấy cái củ á, mình sắc có hơi to nên là nó hơi lâu xíu. Và canh cũng chín rồi, em cho hành vô. Em cho tiêu vô luôn. Để nắp lại. Xong rồi cho nó xuống miệng cá quơi. Dạ. Dạ dầu sơ rồi em cho cá vô. Trở qua trở lại cho nó vàng đó đều ở nhà ơi. Này mới vàng à, thành khóa à, phải không? Dạ. Cá cũng đã chín rồi, vàng hết rồi nhà ơi. Có bụng mà mình cho vào vị á. Hôm nay là cũng dậm cũng không có trúng gì mấy. Đây, dĩa cá chơi chiên sả ớt. Nhìn rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Canh ơi. Canh tiên ơi. Dạ. Cho một canh ra coi. Dạ Trang xin mời cả nhà dùng cơm. Canh phơi ngọt cá chơi. Cá chê muối xả chiên cũng đã chín trước khi gia đình mình dùng cơm ngoài đồng giấy đất đai phước mập phước mài để ăn uống độ gia đình mình săn bắt nhiều hơn nữa. Mời cả nhà ăn cơm. Chê muối xả chiên mình phải đổi thực phẩm hoài gì vậy? Ăn không ngán. Mời cả nhà ăn đi con. Quá im. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Dạ mời cả nhà nha. Dạ xin mời cả nhà. Rất là ngọt, dễ. Dễ ăn. Úp ly muối gì vậy? Dạ. Ngon quá.
Cần phải ngọt đi ăn nhưng xe hết xăng hết nhớt vậy. Ừ. Đổ vô chạy dữ lắm. Không biết củ khoai lang nó có dẻo không nữa. Nãy giờ cho các con khoai lang thử không cha. Này con múc cho cha. Khoai lang bí. Khoai lang này nó ngọt hết cha. Không ngọt không có. Không hết cha. Không ngọt. Bùi có. Nó ngọt. Khoai à. Khoai này trồng không có để đường rồi thôi. Bởi vì không ngọt. Khoai này nó không dai em ơi. Khoai lang không dai mà nó dẻo. Ủa? Khoai lang dai nữa hả con? Đâu dai đâu. Nó dẻo. Ừ. Con nói nó đâu dai đâu, nó dẻo mà. Dai nữa rồi. Chốn đi luôn ạ. À. Ừ, cá chê. Đâu canh khoai ngọt. Chắc khoai ngọt thấm vô cá chê. Còn nhiều bằng. Chiên sả ớt nó thơm sả mà cay cay giòn giòn nữa. Ừ. Rất là ngon. Dạ, gia đình mình đã dùng bữa xong rồi. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà.